Lô lô. Rồi, hello anh em nhé. Bữa nay tôi sẽ chỉ anh em làm cái nhiệm vụ bên phần grip này nhưng mà là khu vực. Mấy nhiệm vụ đu giòn thì từ từ làm nữa nhưng không. Mình phải mở mấy khu vực này ra, có một số nhiệm vụ là mình phải mở khu vực hết ra mới làm được. Thì làm cái đầu tiên ha, cái Island of Sincere độ khó nó là rất là dễ không. Thì mình qua Arc 2. Nút vô lâm. Not here. Rồi bấm rờ đi không? Rờ cho nó nhiều view map. Thì thử cái rồi. Thì từ cái trong doanh trại mình đi ra chỗ này ha. Chỗ có cái hang The Stony Storm. Đi thẳng xuống cái hang 2. Nó có để chữ R Tisua Venua gì nè. Tisua Venua ha, ở Stony Tom. Thì nó xuống đây nó đặt con boss ở dưới đây. Em mở cái cổng qua bên chỗ đi chỗ Island Sincere nè. Boss này nằm đâu đây à? Có người đi bóp này nằm đâu ra mấy con này là mấy con người xưa, nó là cái chiêu của mình nha, cộng chiêu nó tạo ra mấy con đó để quấn phụ. Nằm đâu ta, đi vòng vòng đấy thôi. Ở dưới đây nè đó, chiếc boss ở trong cái hang này ha, cái chỗ Tisua Venua nè. Rồi nó sẽ mở ra cái hang ngay là đất sinh xia. Thì mình vô đây mình quấn đi, mình lậm cái ship ba bát anh rồi này, cái túi của thiên thần. Có 1/6 cơ hội rơi ra cái Sinlet of Brighton Bill. Thì mình cube với cái túi. Ai vô đây, chỗ này là chỗ tiếp đất cho lành này. Đây nó rất tiền nhiều lắm đâu, tại quýnh mấy thằng sinh lết để đập cái túi nha. Nó nè
lết ông vô. Vậy là quýnh 6 hàng. Đây cái túi nè, 6 cái túi. Tiền quá trời. Ở chỗ này nó rụng lớn tiền nhiều lắm nha mấy ông. Ở đây mình không dùng linh lực đâu rồi. Cứ đi cái đường này đi dài qua kia. Đi xuống đây. Bấm lên cái bánh này được. À lên được nha. Bấm đọc thôi. Okay. Vô mỗi cái đàn này có một cái túi không? Hai cái à? Sáu cái nhiệm đủ. Và cái túi tiền quăng bốn cái ngọc mình ra. Hết lắm. Lòng ngọc ngọc bớt vét thôi ha. Ngọc thì cùi đó thì dục bớt. Đây nó có một phần sáu cơ hội, nghĩa là quýnh sáu thằng này nó sẽ một một phần sáu thằng nó sẽ rớt rớt cái lên đầm bia này nè quê với ship em đi vô xíu nữa không thấy thành sáu túi này thành một túi thì bắt đầu nó quê nha. Nó có tình yêu khỏi cho nó rớt nhiều như ta. Hai cái rồi. Lượm được bốn túi rồi nha. Năm cái hả? Còn một cái nữa. Còn hàng nữa. Chắc là nằm đâu bên góc này. Thank you.
Rồi. Rồi bí giờ hả? Xong rồi phải không? Rồi, cô bê sao cái túi này lại? Oh, shit, Angel Bat. Sáu cái ép lại thành một cái. Bỏ cái này vô cô bê lại. Nó sẽ cộng thêm mấy chỉ số này. Không biết cái này có cô bê được nữa không? Là chỉ được cộng một cái thôi nhưng không? Móng chuột phải nó tự collab luôn. Rồi. Rồi đó, xong xong cái nhiệm vụ này đó. Xong cái chỗ Island Sincere rồi, ok. Kết thúc clip ha.